trong cuộc đời 33 năm tập trung. Tao kêu chọn cho hôm nay anh sẽ cưới lại em thêm một lần nữa. Ủa gì vậy, anh đi chụp nút vàng đâu phải đám cưới đâu. Rồi mà mình chưa được đi chụp tại vì anh cũng bị cách ly rồi các kiểu chị em. Nên hôm nay mình sẽ đi chụp nút vàng, nút vàng, nút vàng nha. Anh nút vàng đâu anh? Ê, 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 nút vàng đây nè, làm cái gì cả tối ngày đi đâu cũng chết. Hai cái nút này theo mệt gần chết luôn à. Trời ơi, hai cái nút này là một cái niềm rất là hạnh diện. Bởi vậy bà Dê phải lết anh Đức đem hai cái nút này chụp hình để mình kỷ niệm lại mốt cho con mình coi. Ủa chứ không phải coi gì nữa. Ủa mà bà nói hôm nay với tôi là đi chụp studio mà sao tôi thấy cái studio này nhìn lạ quá vậy ta. Studio kế bên anh ơi, bên đây nè. À thì ra là kế bên. Đúng rồi, cái xíu mình phải lót lên lầu và mình chụp cho một cái khung cảnh á. Thôi bật mấy anh chị xíu lên là mọi người biết luôn he. Bây giờ mình sẽ cái gì vậy? Đi qua luôn, đi qua lẹ luôn. Sợ vậy đúng hả? Cái gì đó mọi người? Rồi đây thì đây là cái studio bà Dê Dê sẽ dẫn anh Đức đi chụp ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi vào clip thì chị em nhớ là nhấn liền cái nút đăng ký màu đỏ ủng hộ tôi nha. Còn bây giờ mình lết lên thôi chứ không thôi nãy giờ để anh chụp hình anh để lâu quá. Studio sợ anh chửi. Của người ta chứ không phải của bà Dê. À của người ta, mình thuê mình kiểu xuống. Và bây giờ mình sẽ lấy cái cặp này. Cái cặp này trong đây đựng rất là nhiều đồ. Ví dụ như là đồ áo vest, đồ đó rồi đầm đơ. Chẳng hạn như là cơm, áo, gạo, rồi nước mắm. Cái gì anh lấy gì? Để nước uống. Trời ơi, đem theo cái ca từ nhà lên tới đây luôn á. Ủa, có chuối làm đậu cụ nữa cô? What? Ăn không, ăn rồi, mấy trái ăn nè. Thôi được rồi. Hôm nay là con kỷ niệm là ăn mừng, con ăn chuối vô là không được. Không, là mình bị là mình bị chuối đó mọi người. Ở đây là có bán rất là nhiều món nước rồi, các kiểu có đặc điệu. Mỗi lần mà mình chụp hình xong mình cắt nước mình có thể xuống order rồi, rất là ok la luôn ha. Bây giờ mình đi nè mọi người. Ủa sao chụp hình mà tôi thấy bà tự nhiên giống như ở nhà của bà trời. Trời ơi, mỗi lần đi chụp một cái là tao nói đồ nó đùm đề gì đó. Tập kiểu này chắc lát nó phải thở oxy cho nó tỉnh lại mới chụp được. Để hai cái nút xuống. Mốt mày biết mình hai cái nút vàng nhỏ xíu là chụp cầm cho nó khỏe chứ giờ làm quá. Làm như Doraemon vậy đó mọi người. Hay bây giờ mình sẽ bắt đầu make up xương xương nha. Để hôm nay anh Đức cũng make up nữa hả? Gì? Giỡn hoài. Ừ, anh phải make up chứ, lên hình mới đẹp anh ơi. Đây là đồ nghề hôm nay để trang điểm cho chị V. Chị V là tôi... cái đó đồ nghề mới đẹp được. Sẽ review sơ những cái đồ ở đây. Chẳng hạn như cái cây này là cái cây cắt móng tay. Ủa cắm lông mi. Ờ ha, chứ tại thấy cái móng thì tưởng này móng của người khổng lồ á. Cái này là hộp gì em trai? À cái này là hộp mứt nho á. Mứt nho. Ui mở ra ăn. À anh ăn nghe. Anh ăn đút mứt cho. Anh ngồi xuống. Ngồi xuống mát cơm. Xuống đây. Chụp ăn rồi. Lấy rồi. Nó kèo của ta. Mát mẻ mùa hè hôm nay luôn. Cúp mà mặt anh hài vậy anh Đức. Lần đầu tiên mát cúp. Trong cuộc đời 33 năm lần đầu tiên cúp. Này này coi anh đẹp trai nha mọi người. Coi sao ạ, có thể bị lộ. Cái chuyện đó là chắc chắn rồi, đẹp trai rồi. Thôi cần mấy bạn á. Bê là thẩm mỹ cao lắm, chị Bê cái gu cũng mặn lắm nên họ chọn. Hai chị. Chị. Ủa mà sao kỳ quá vậy, hồi nãy tưởng là make up cho bà B trước thì tự nhiên bây giờ make up trước rồi sao tôi không hiểu luôn. Là một lượt luôn. À có nghĩa là chị này liền được cái tuyệt kỹ gì mà trong phim kiếm hiệp á của anh gì á. Anh một tay anh vẽ hình tròn, tay anh vẽ hình vuông đó là lát là chị đứng hai bên thì nào. Anh nhìn xây quá chứ. Nhìn gì anh thấy? Tại vì những cái khoảnh khắc này anh mới nhận ra vợ của anh chứ bình thường anh không biết ai hết luôn. Nhìn lạ lắm. Thiệt luôn, ở trong nhà chứ nhiều khi đi qua đi lại mình không biết là ai. Còn những cái lúc mà trang điểm lên á, anh mới nhận ra à đây chính là vợ. Chị Vy là mỗi lần trang điểm phải đánh kỹ lắm nha. Tới 3-4 người quýnh lận chị này là chỉ quýnh tầng thứ nhất thôi. Một lát nữa là sẽ tới chị quýnh tầng áo đen quýnh tầng thứ hai, chị áo xám quýnh tầng thứ ba. Áo xám tốt lại lần cuối là phải qua tới 5 công đoạn. Tính ra là người bình thường người ta chỉ cần make up là 10 phút tới 15 phút thôi. Còn chị Vy nãy giờ tôi ngồi đợi là gần 2 tiếng đồng hồ luôn rồi. Chưa xong nữa. Tại sao chị Vy nãy giờ làm lâu quá vậy? Tại phải bôi lớp make up cũ mới lấy lớp make up mới lên.
Bây giờ thì em giải tỏa mặt bằng đi dời cái dàn râu của em đi chỗ khác không? Sau đó chị nâng cái nền, cái mũi lên giống như là chơi xây nhà. Ủa? Sao nhìn bên nửa bên trắng bên đen giống như là đâu không? Chuyên nhiên gì? À, vậy là phải là chơi lên nhiều lớp hơn nữa hả? Giống chung vô diệm. Tại vì cái mặt tôi chắc bóc dưới đây thì cùi hả? Chị gái chị quýnh xong hết, chị nghĩ chị chỉ quýnh giữa chừng chị bỏ là chết em rồi. Nhưng tự nhiên bắt cúp con ta cởi áo rồi. Tóc kêu trộn luôn. Tí trắng với đề bằng em chứ lỡ tôi lên thành mặt anh đen quá thì mà đó cái da đen quen rồi tự nhiên do da trắng nhìn lạ quá giống như ma. Ủa hôm nay mình đi đúc đi cùng thi hả chị? Sao tự nhiên kêu vô đây làm em chắc tóc em không hiểu chuyện gì xảy ra. Nãy giờ nói đi chụp hình mà sao lấy nãy giờ quá trang ghê quá, lát hãy thêm bộ đồ mãn thanh bận vô đó rồi xong hôm nay đóng phim ma luôn. Không mấy về đi, không mấy về đi, mặt em kỳ quá. Tao đánh hai cái này luôn. Hai đó lấy hình dáng chứ đánh không đeo trắng rồi không. 5 minutes later. Wow mọi người ơi, vậy là sau khi bà về mét cướp xương xương và mà quy một cái bữa đồ khá là ập tử thì mình sẽ đi lên trên studio để chụp nha. Bây giờ bà kia đang từ từ bước lên trên studio. Cái phòng của mình nó gọi là cái phòng vô cực. It's pretty color. Nói chung là hôm nay bà Dê chụp phong nha mọi người đó. Mình sẽ lết vô thử xem là trong phòng này có những gì ha. Đây, đằng sau của mình. Anh đi vô bơ ống vô. Ồ, chị đâu cũng chị ngắp mặt luôn rồi đi vòng vòng đi chơi nãy giờ coi gì được. Đi chơi vậy ta mới biết xuất xong. Trời ơi, thanh niên tấn bơm không ngừng nghỉ được mọi người. Đó là ok la luôn nha. Đó, hôm nay cái concept của mình sẽ là màu đen và màu vàng gold. Đây là chị make up của mình. Và đây là anh photo của mình. Rồi ok, mọi người có thể thấy bà Vê đứng trên cái gương một cái dáng rất là chiêu chiêu chim én. Dễ. Trời sao nhìn mặt tôi xấu quá. Giống gì? Gái quá gì? Gái hả? Giờ bạn đi thay đồ, bạn đi, bạn lẹ giùm. Anh đi thay đồ đi. Chưa? Nãy giờ lo phá rồi mà không lo thay đồ, ý chứ người ta xây xong hết luôn rồi nè, thanh niên mới đi. Được nào? Rồi bộ đồ của anh Đức cho mọi người hôm nay để coi anh Đức mặc áo vest làm sao nha. Trên này thay luôn kìa. Đó, à, có cái lều. Đó. Đây là cái lều thay đồ siêu to khổng lồ. Trời ơi, bự quá. Ý. Rồi. Dạ. Đây, vô đây. Đi vô đây thay đồ chung với anh nè. Ê, em thay rồi, em về anh thay. Đừng biến thái nha. Mà đem cái máy vô giọng thay luôn đi. Hi. Tắt đi. Wow, vậy là bà V mới tạo thêm một cái nơ nữa khá là cute hộp men luôn. Bây giờ tới cái phần mà anh Đức sẽ xuất hiện. Yeah. Gõ cửa. Chà. Ai đẩy hả? Ai đẩy hả? Ủa mà nhớ anh Đức hồi nãy trong đây mà. Không biết nữa bà. Tào lao gì. Này, dở luôn cho con. Dở lên. Wow. Trời ơi, nhìn thấy gương nha. Hôm nay anh sẽ cưới lại em thêm một lần nữa. Ủa gì vậy, em đang chụp nước vàng, đâu phải đám cưới đâu. Hi mọi người, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu Về sẽ giới thiệu những cái món đồ hôm nay mình có. Đó là một cái bong bóng số 1 và một cái bong bóng chữ N nha mọi người, một mê đó. Ủa? Kêu bận đồ đẹp vô tưởng sao kêu qua ngồi bong bóng bóng à. Ủa hả? Một mê quá lâu rồi mà mua một mê chi vậy? Một mê là 1 triệu, hôm nay mình cầm cái chèn mình chụp về lâu lâu để chứ một mê thì rất lạ. Ồ thì cái là vậy. Còn ở đây á là những cái ribbon tí xíu nữa mình sẽ chụp cùng nha mọi người. Còn đặc biệt cái này mọi người thấy là gì chưa? Đây là một chai rượu siêu to khổng lồ luôn. Tí xíu nữa bà V sẽ bơm lên và ôm chụp hình. Giờ đây là rất là hang say. Đây bây giờ anh bơm chai rượu cho coi. Chai rượu hả? Xì. Wow. Đó trong hồi xưa nó bị hơi sao? Không, này bơm có rượu. Đó. Tại anh Tốt anh liền quay tay nhiều nên cái tay anh cổ có lực lắm anh bơm được. Ây bà. Ủa sao kỳ vậy? Hôm nay tôi nhớ là tôi đi chụp tại sao tự nhiên chụp này ngộ. Giờ là anh này chụp anh này luôn rồi. Nè đây là chị Vi vô đứng canh khung. Bây giờ là sẽ lên trao giải cho chị Vi. Trao giải công chúa bông bóng. Không trao
dạng người uống rượu nhiều nhất. À, thế tụi vô công chúa bông bông. Quá dữ. Hay là chết rồi nha bé. Nên chơi đám cưới anh trai. Lạ chúng. Trời ơi, lên màu tao nói là chuẩn xác và đẹp đẽ gì đâu luôn hả chị. Đó là ok la luôn mọi người. Trời ơi, công nhận hôm nay vợ tôi xinh quá. Đừng có nặng. Tôi tới mà làm kiểu là công chúa mà rụng rời chim én đó mọi người. Kiểu là công chúa này là những cái vi băng. Đó, là lắp la lắp la luôn nha. Trời ơi, dài còn lâu mọi người. Chết rồi, rối nồi rồi. Phá không. Mọi người hôm nay nhìn chị Bê bận cái đầm nhìn nó giống như là cái con chim chích chòe vậy đó. Đó, nhảy 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 giống như múa trên sân khấu rồi. Nhìn thứ hài. Mình làm kiểu người mặc. Hết công chúa bông bóng rồi, chuyển sang công chúa đi lông rồi. Đó, 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 đi đi, đi. Đáng trai ngồi như ngái vậy anh trai. Hồi giá như bây giờ tao làm kiểu hồi vậy hả? Mà giống như chụp bộ ảnh thế giới động vật. Ủa sao nhìn mặt anh xinh nó kỳ kỳ vậy ta? Đúng rồi anh trai, hơi trắng. Mắt chút lên mình xỉn sầu. Ok, 1, 2, 3. Cảm ơn anh. Anh không thằng này thấy đấy, thằng này rồi sao mình vậy? Mọi người nhớ lên Facebook Nguyễn Phạm Tường Vy để xem hình nha. Cuối cùng thì hôm nay chúng ta chụp hình xong hết trơn rồi, quá là khỏe luôn. Chị thì bây giờ mình đi về đi chứ. Chưa anh ơi, để cảm ơn mấy bạn đã. Trời, cảm ơn nữa nè. Đúng rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã bên cạnh ủng hộ bà Dê, để bà Dê và anh Đức đã đạt được 2 cái nút vàng cho lắm rồi đi hả. Đây là gọi là tình cảm của tất cả các bạn fan đã dành 1 triệu, bây giờ là 1.800.000 bạn đã dành cho về tình yêu thương rồi mới bấm like, yêu bấm đăng ký cho Dê. Đúng rồi, để mọi người nhớ là ủng hộ bà Dê lên 2 triệu subscribe nha mọi người ơi. Cũng gần lắm rồi đó, bây giờ 1.800.000 rồi còn có 200.000 nữa hả? Dạ, còn 200.000 nữa là đủ mà 2.000.000 rồi. Nên cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay thì cái buổi chụp hình của bà Dê cũng đã hoàn thành rớt sắc rồi chị Rồi rồi rồi, bây giờ các chị em muốn coi hình của bà Dê thì sao? Muốn coi hình thì lên trên Facebook Nguyễn Phạm Tường Vy nha mọi người ơi. Để xem hình banner của bà Dê. Ủa mà bà Dê cho tôi hỏi, lỡ bà được 2 triệu người đăng ký thì bà có được thêm cái nút vàng nữa không vậy? Không, không. Cái vậy? Phải 10 triệu người đăng ký mới được. Trời ơi, còn lâu quá trời luôn á. Lúc đó em cũng không được cái nút kim cương. Lúc đó chắc chị Dê là mẹ rồi. Nói gì trời. Ok mọi người luôn nha. Thì nếu mà mọi người thích cái clip ngày hôm nay thì mọi người nhớ lại nhấn liền cái nút đăng ký và nút like ủng hộ bà Dê ha. Còn bây giờ thì bye bye tất cả mọi người, và hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye bye. Rồi sao mình sắp về nha. Giờ mấy cái này ai dọn? Anh chứ. Trời ơi, chịu cái gì mà sao tôi dọn? Bà Dê.